Chào các bạn, năm mới Tết đến, người người nhà nhà đều đi sắm Tết. Và không biết bạn đã có ý định gì về mua những bộ bàn ghế sofa đẹp cho không gian phòng khách của nhà mình hay chưa? Nếu bạn đang tìm cho mình một bộ ghế sofa đẹp, mình sẽ giúp các bạn rút ngắn thời gian bằng việc tổng hợp ra 5 mẫu sofa góc chữ L đang được nhiều người sử dụng nhất và mua sắm nhất trong dịp đón xuân 2021. Những chiếc ghế sofa chữ L vừa đẹp lại còn rất thông minh, mang đến nhiều sự tiện nghi cho không gian phòng khách của nhà bạn. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy cùng mình đi tìm hiểu về 5 mẫu sofa này thôi. Mình sẽ đi ngược lại từ 5 mẫu sofa 1. Và bộ sofa đang đứng ở vị trí thứ 5, đó là một chiếc ghế sofa góc hình chữ L bọc nỉ và tông màu xanh cá tính. Với chiếc ghế sofa này sẽ giúp không gian phòng khách của bạn trở nên nổi bật và ấn tượng hơn bất cứ khi nào. Bạn nghĩ sao về sự lựa chọn này? Hãy cùng mình đi tìm hiểu các thông tin cơ bản cũng như giá bán của mẫu sofa này nhé. Nhìn thôi, bạn cũng có thể cảm nhận được sự êm ái và thoải mái của chúng mang lại là như thế nào rồi phải không? Mẫu sofa góc nỉ màu xanh này thực sự là sự lựa chọn sáng suốt cho những người trẻ thích sự trẻ trung, hiện đại và cá tính. Đặc biệt là đối với những người đang sở hữu những căn phòng khách có một chiều là 4-5m và một chiều là 5-7m là rất thích hợp. Với chiều dài của ghế là 2m45, chiều rộng là 1m7, chúng thực sự phù hợp phải không? Và để có thể sở hữu được bộ sofa này thì bạn chỉ cần phải bỏ ra 8 triệu đồng mà thôi. Nó rất hợp lý. Hãy cùng chúng tôi đi nhìn lại tổng quan một lần nữa về mẫu sofa này khi kết hợp cùng với các đồ dùng nội thất khác nhé. Đến sự nho nhã và lịch thiệp, đây là sản phẩm được thiết kế theo phong cách tối giản. Và bạn đã muốn mở miếng ghép thứ tư này rồi phải không? Hãy cùng mình đi tìm hiểu về các thông tin cơ bản cũng như giá bán của bộ sofa đang đứng ở vị trí thứ tư này là bao nhiêu nhé. Với chiều dài của ghế là 2m45, chiều rộng là 1m7, bạn có thể sử dụng và kê được vào nhiều không gian phòng khách như phòng khách hình vuông có diện tích trung bình khoảng 20m2, hay một căn phòng khách hình chữ nhật thì bạn có thể kê ở cuối phòng, những vị trí có góc cạnh thì sẽ giúp cả gia đình có nhiều không gian để sinh hoạt hơn. Và giá bán của bộ sofa này cũng rất hợp lý, chỉ 8.600.000 mà thôi. Đây là một mức giá giúp nhiều bạn trẻ có thể sở hữu được mẫu sofa này. Hãy cùng chúng tôi đi nhìn lại tổng quan một lần nữa về mẫu sofa này khi kết hợp cùng với các đồ dùng nội thất khác nhé. Và nếu như bạn đang tìm kiếm một bộ ghế sofa cho một căn phòng khách rộng thì hãy tham khảo ngay đến mẫu sofa đang đứng ở vị trí thứ 3 này. Đây là một chiếc ghế sofa góc hình chữ L bọc nỉ với tông màu kem sáng sẽ giúp không gian phòng khách của bạn trở nên sáng sủa, mới mẻ và rộng rãi hơn. Nó mang đến một không gian mới mẻ thực sự cho những ngày Tết đến phải không? Hãy cùng mình đi tìm hiểu kỹ hơn về thông tin cơ bản cũng như giá bán của mẫu sofa đang đứng ở vị trí thứ 3 này nhé. Nhìn thôi, bạn cũng đã thấy mê mẩn với những chiếc gối được sử dụng ở phần nương tựa rồi phải không? Với tông màu ghi sáng sẽ giúp không gian phòng khách của bạn trở nên rộng rãi, sáng sủa hơn trong dịp năm mới đón xuân. Và kích thước cơ bản của bộ ghế sofa như sau: chiều dài của ghế là 2m rưỡi, chiều rộng là 1m7,
Để có thể sở hữu được mẫu sofa này thì bạn chỉ cần phải bỏ ra 8 triệu đồng mà thôi. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại về mẫu sofa này khi kết hợp cùng với các đồ dùng nội thất khác nhé. Một chiếc ghế sofa góc hình chữ L có tông màu da bò. Đây là sản phẩm đang đứng ở vị trí thứ 2 trong top 5 mẫu sofa đang được nhiều người sử dụng nhất và ưa chuộng nhất trong dịp năm mới đón xuân. Bạn nghĩ sao về mẫu sofa này khi Amia giới thiệu đến các bạn? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin cơ bản cũng như giá bán của mẫu sofa này để xem bộ sofa này có phù hợp với gia đình của nhà bạn hay không. Với kiểu thiết kế là phần lưng tựa 2 layer kết hợp cùng tông màu da bò đã khiến bộ sofa trở nên nổi bật và ấn tượng hơn rất là nhiều. Nếu bạn đang sở hữu những bức giường có tông màu trắng kem sữa thì bộ sofa này sẽ trở thành điểm nhấn rất nổi bật đó. Để xem kích thước của bộ sofa này có phù hợp với không gian của nhà bạn không nhé. Với chiều dài của ghế là 2m45, chiều rộng là 1m7. Và bộ sofa này thì hiện đang có giá bán niêm yết tại hệ thống cửa hàng của Amia với mức giá chỉ 8.300.000. Chúng tôi mình nhìn lại tổng quan một lần nữa về mẫu sofa này khi kết hợp cùng với các đồ dùng nội thất khác nhé. Và chắc chắn rồi, bạn đang rất tò mò về vị trí quán quân là sản phẩm nào phải không? Mình xin bật mí luôn, đó là một chiếc ghế sofa góc hình chữ L bọc da có tông màu da bò, face ốp gỗ sơn phủ màu cánh gián. Nghe cái tên thôi bạn cũng đã thấy được sự sang trọng, đẳng cấp và lịch thiệp của chúng như thế nào rồi phải không? Và nếu như bạn muốn sở hữu mẫu sofa này để đón một cái Tết an khang thịnh vượng và may mắn thì hãy tham khảo ngay về thông tin cơ bản cũng như giá bán của mẫu sofa này nhé. Với kích thước cơ bản của mẫu ghế sofa như sau: chiều dài của ghế là 2m45, chiều rộng là 1m7, sẽ khá phù hợp với nhiều không gian của phòng khách gia đình hiện nay. Và mẫu sofa này thì cũng hiện đang có giá bán niêm yết chỉ 9 triệu đồng mà thôi. Nhìn vào vẻ đẹp bên ngoài sang trọng của bộ sofa, bạn cũng đã thấy được chúng đẳng cấp và hiện đại như thế nào rồi phải không? Da và gỗ là hai dòng chất liệu được nhắc đến hàng đầu khi nói đến sự sang trọng, đẹp, quý tộc. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại tổng quan một lần nữa về mẫu sofa này khi kết hợp cùng với các đồ dùng nội thất khác nhé.
Trên đây, mình đã chia sẻ về 5 mẫu sofa góc hình chữ L đang được nhiều người ưa chuộng nhất trong dịp năm mới đón xuân. Và nếu như bạn cũng đang tìm kiếm một bộ ghế sofa để giúp không gian phòng khách được đổi mới, đón một cái Tết An Khang thịnh vượng nhất, thì hãy liên hệ với hotline trên số điện thoại quen thuộc ở phía bên tay trái của màn hình quý vị để được hỗ trợ và tư vấn. Hoặc ghé qua hệ thống showroom của Ania trên toàn quốc để được trực tiếp mắt thấy, tay sờ và ngồi cảm nhận về chất lượng của những bộ ghế sofa sẽ gắn bó với mình trong vòng từ 5 đến 7 năm tới. Chúng tôi hiện đang mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Và để biết được địa chỉ cụ thể, hãy truy cập website amia.vn. Ở dưới chân trang, chúng tôi có địa chỉ cũng như có bản đồ hướng dẫn. Nếu như bạn thấy video này có ý nghĩa dành cho bạn và muốn nhận được những video bổ ích liên quan đến nội thất và những mẹo vặt trong cuộc sống, thì hãy like và đăng ký kênh của Amia để theo dõi được nhiều video bổ ích hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong một video tiếp theo.